Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Tên ngốc, ban nãy lúc hợp kiếm nếu giải trừ tinh hồn xong lại cấu thành lần nữa, không phải là thắng rồi sao? Đúng là người trẻ tuổi, cứ nghĩ chỉ dựa vào nhiệt huyết cũng có thể đánh bại mọi thứ. Xem thử những người khác ra sao. Không hổ là cường giả thánh giai, chiến thắng nhẹ nhàng luôn. Tiểu tử này tuy chiến đấu nhìn rất là khó khăn, nhưng đã dần dần chiếm được ưu thế rồi. Gia hỏa này đúng là tính tình xấu xa, rõ ràng đã giành chiến thắng rồi mà vẫn cố ý hạ tử thủ. Tiểu Nam à, thật ra những người khác chỉ là vai phụ thôi đúng hay không? Ký chủ cuối cùng của Ngao Bính, có phải ngươi vẫn sẽ chọn ra giữa hai vị giao nhân này? Tôn thượng, lúc trước ngài đã đáp ứng với tôi. Yên tâm, với chọn ai cũng như nhau cả thôi. Nhưng ở thí luyện trọng ba này, hình thức hổ đấu thật sự là quá nhàm chán. Ngươi không nghĩ rằng việc chọn cách quyết đấu để tìm ra người truyền thừa của tộc ngươi rất qua loa hay sao? Vậy ý kiến của tôn thượng là? Ta nói cho ngươi, ngươi có thể làm thế này, sau đó như này. Ơi, đúng là một trận chiến khốc liệt. Nếu có cơ hội, mình rất muốn chiến một trận với chủ nhân của bản sao này. Thí luyện giả Hồ Diên Hạnh thông qua thí luyện trọng hai. Hai người đó vậy mà cũng thông qua thí luyện trọng hai sao? Hả? Lão già đó từ đâu tới vậy? Lúc trước hình như là chưa bao giờ thấy ông ta. Tiểu tử giao nhân bán yêu không ở đây, quả nhiên. Mình biết ngay là tiểu tử đó yếu hơn bổn đại gia nhiều mà. Chúc mừng các vị đã thuận lợi thông qua thí luyện trọng hai. Má nó, dọa chết người ta hả? Tiểu tử bán yêu vẫn là đuổi kịp rồi. Chư vị sắp bước vào thí luyện trọng ba, xin hãy chuẩn bị cho tốt. Thí luyện trọng ba bắt đầu. Tứ bộ vô tận Hải Long Hải Quốc, Long Vĩ Thành. Chỗ này là đâu? Lam Tức. Lam Tức tên khốn nhà ngươi. Ngu ngốc, ngươi cũng xứng làm đối thủ của ta. Âm thanh gì vậy? Đây là tiếng kèn báo hiệu của Long Hải Quốc. Nơi này, Long Hải Quốc. Nguy rồi, là hung thú, là thú triều. Các vị thí luyện giả, đây là Long Hải Quốc của thế giới thần. Nhiệm vụ của các vị ở trong thí luyện trọng ba là phải bảo vệ tiến hành. Bảo vệ tiểu thành gần biển của Long Hải Quốc khỏi lần thú triều này.